Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Thì hôm nay Vinh Gà muốn giới thiệu thêm với quý vị và các bạn thêm một cái loại phân bón từ rác thải mà rất tốt cho cây. Vinh Gà đã thử bón và thấy cái hiệu quả của nó. Cho nên là Vinh Gà muốn giới thiệu với quý vị và các bạn để cho các bạn có thể là tham khảo, và nếu bạn nào có thể sử dụng nó thì sử dụng nó. Cái cây hoa hồng này của Vinh Gà thì đây các bạn nhìn đấy ạ. Nhiều bạn đã nói là cái lá của nó bị nổi gân xanh đấy. Thì cái lá trường hợp như thế này nhìn thì nhiều bạn bảo là nó bị vàng lá rồi nổi gân xanh, thì Vinh Gà cũng thắc mắc là Vinh Gà đã bón đầy đủ các loại phân đấy, Vinh Gà bón đầy đủ các loại phân bón các thứ rồi mà tại sao là hoa vẫn nở đẹp các bạn nhé. Hoa nó nở đây các bạn nhìn này, cái bông hoa của nó không phải là xấu các bạn nhé. Thế nhưng mà cái lá của nó cứ như thế, thì Vinh Gà đã sử dụng một cái loại rác thải này. Đấy, thì là nó đã, bây giờ các bạn nhìn nhìn lá này. Vinh Gà đã bón nó cũng tương đối là lâu rồi, khoảng cỡ 20 ngày rồi các bạn. Thế nhưng mà Vinh Gà chờ kết quả, đến hôm nay Vinh Gà thấy cái sự hiệu nghiệm của nó, thì Vinh Gà muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn. Thì để Vinh Gà sang bên này, Vinh Gà sẽ giới thiệu bạn cái cây mà Vinh Gà bón trước. Đây, năm nay Vinh Gà ăn Tết sớm các bạn ạ. Nhà Vinh Gà thời tiết ấm quá, Vinh Gà ăn Tết sớm này. Đấy, các bạn nhìn cây bạch ho của Vinh Gà, hoa cũng nở tưng bừng. Đây là cây vân khôi. Nhìn các bạn, cây vân khôi này các bạn thấy nhiều trong các video của Vinh Gà rồi. Đây các bạn nhìn, không giữ được đâu các bạn ạ. Nhiệt độ cứ 28, 29 độ thì là cái nhiệt độ tốt nhất để cho cái cây hoa nó phát triển rồi. Từ 22 đến 29 độ đây. Đây cây bạch hò của Vinh Gà. Cây bạch xếp cũng nở bung luôn, không làm gì được các bạn. Đấy. Đây, cây bạch hò đấy. Đấy, bạch hò nở đấy. Vân khôi bên này cũng nở các bạn. Đấy. Nhưng mà cây vân khôi này của Vinh Gà thì vẫn còn bông chưa tết các bạn nhé. Vẫn còn nụ nhiều đây. Còn nhiều nụ đây. Thế thì còn đây là cây Sa Pa. Các bạn nhìn cây Sa Pa của Vinh Gà này. Khoảng 5-70 cái bông. Thì Vinh Gà hôm qua thực sự là người mà yêu hoa đây. Còn mai, đây là mai vàng của miền Nam các bạn nhé. Theo như lịch thì năm nay, mọi năm thì những người làm hoa, ví dụ như hoa đào, 1-2 ngày nữa Vinh Gà sẽ quay về cái hoa đào cho các bạn xem. Thì Vinh Gà cũng năm nào Vinh Gà nhà Vinh Gà cũng bán hoa đào hết. Thế nhưng năm nay hoa đào cũng nở trước hết. Đấy, kể cả cây cổ Huế của Vinh Gà cũng nở kia mất rồi. Cây Sa Pa này là các bạn thấy có một cái chòm này không có hoa các bạn thấy không? Vinh Gà cắt cho vào nhà, cho vào lọ, cắm vào lọ các bạn. Buồn lắm. Thực sự để nói là người chơi hoa thì lúc nào hoa nở cũng là đẹp, lúc nào cũng là vui hết, nhưng mà riêng lần này hoa nở thì mình lại buồn. Đây, cái cây của Vinh Gà nếu mà Tết mà nó nở như thế này thì quá đẹp phải không các bạn? Đấy các bạn nhìn, hoa rất nhiều luôn. Đấy, màu hoa của Sa Pa đấy các bạn nhé. Có nhiều bạn cứ thắc mắc là Sa Pa có một loại hay hai loại, thì đây Vinh Gà cho các bạn xem. Bông nó nở lúc mới thì cái màu nó đậm hơn một chút, sau rồi nó nhạt dần đi, rồi là đến lúc tàn thì là nó như cái bông này các bạn. Đấy. Thì đây bây giờ Vinh Gà sẽ cho các bạn thấy cái loại phân mới mà Vinh Gà đã bón cho cây. Đây là cái cây hoa hồng và cái cây lúc đầu tiên trong video Vinh Gà nói. Với cây này là hai cái cây mà Vinh Gà nói là tách hai cây hoa hồng ra thì sau khi nó bị trột rất là lâu. Cái màu lá nó cứ vàng vàng như này các bạn này. Đấy, nó rất là giống với nhện đỏ nhưng mà không phải nhện đỏ các bạn nhé. Thì là của Vinh Gà là cái cây, hai cái cây này nó như thế. Thế này, Vinh Gà có, khi về Vinh Gà trồng ra đây thì Vinh Gà cũng bón đầy đủ các loại phân này. Ví dụ như phân chuồng này, rồi là tưới NPK. Thế nhưng mà cái cây nó lên mầm thì lên mầm. Thế nhưng mà lá nó không xanh được, nó cứ bị cái màu như thế. Thế thì Vinh Gà đã uống cà phê. Vinh Gà uống cà phê các bạn ạ. Uống cà phê thì Vinh Gà có đổ thử vào đây. Đấy các bạn nhìn đây này, cái bột cà phê này. Đây cái bã cà phê này các bạn. Đấy cái bã cà phê các bạn nhé. Bã của cà phê các bạn như các bạn hay đi uống ở chợ đấy, ở ngoài quán đấy. Đây. Đấy Vinh Gà nó đổ vào đây. Thì các bạn là cái, tại sao Vinh Gà lại giới thiệu là ở cái cây này, vì cây này Vinh Gà bón trước. Còn cái cây bên kia Vinh Gà bón sau. Khi Vinh Gà thấy cái cây này nó có tiến triển, Vinh Gà đổ
Thì một vài ngày bên gà mình có thời gian ngồi uống một ly cà phê. Đây các bạn nhìn, nó có những cái con bọ nhỏ nhỏ bò đây thì kệ nó các bạn nhé. Nếu các bạn thích thì các bạn xịt thuốc, còn nếu các bạn không thì thôi, bên gà cũng để thử nhưng nó không có vấn đề gì đâu. Thì các bạn có thể là xịt thuốc vào nó thì nó ăn, là nó ăn phân hủy và nó ăn cái bã cà phê này thôi, cũng giống như lúc chúng ta ủ thì nó ăn thôi, chứ còn không phải là có vấn đề gì cả. Nên là các bạn có thể là bón cái bã cà phê này cho cây, và nếu mà có những cái con nó ăn như thế này á, nó bò li ti như thế này thì các bạn không phải lo ở đâu nhá các bạn nhá. Đây mình gà quay đấy, những con bò li ti này các bạn có thể là phun thuốc bọ đấy, bọ mạt, bọ trĩ người ta phun đấy cũng được, mà các bạn kệ nó cũng được. Vinh gà kệ đây không sao cả các bạn nhé, nó Vinh gà không thấy nó vấn đề gì cả, nên Vinh gà không đấy. Thì đây này, cái bã cà phê mà Vinh gà nói là cái bã cà phê này. Thế thì hôm nay lúc đầu khi mà Vinh gà nghĩ Vinh gà bón ấy, thì Vinh gà cũng nghĩ đơn giản này thôi các bạn nhé. Tức là khi cái bã cà phê này các bạn này, để Vinh gà đổ ra đây cho nó dễ nói. Đây là Vinh gà uống thôi, có khách hoặc là có bạn đến thì Vinh gà mới pha uống. Vì Vinh gà cũng được cái này là quà của một cô sư ở trong Sài Gòn gửi ra tặng. Đây các bạn nhé, cái bã cà phê khi sau khi mình uống là nó như thế này. Thế thì cái bã cà phê này của Vinh gà là cái bã cà phê nó còn nguyên chất này. Cô nói là cô xay, cô tặng Vinh gà, cô xay, cô tự rang tự xay tặng cho Vinh gà uống. Thế thì Vinh gà mới hôm khi uống xong thì Vinh gà mới nghĩ là thôi thì mình bón thử, vì là trong cái cà phê này nó có nhiều cái chất, cái bã cà phê này khi phân hủy có nhiều chất, ví dụ như cái vi lượng như mangan, magie các thứ đó, thì là cái thứ nhất, mà cái những cái vi lượng mà cái cây nó cần thiết. Cái thứ hai nữa là nếu các bạn uống cà phê ở quán thì ở trong cái cà phê nó sẽ có cái bột đậu xanh này, đậu nành các thứ đấy, thì là khi nó phân hủy ra thì nó cũng là một loại phân hữu cơ rất là tốt. Thì Vinh gà chỉ nghĩ đơn giản như thế, thì Vinh gà đã bón thử cho cái cây này, và bây giờ các bạn thấy là cái lá mầm của nó như thế này các bạn nhé. Đây mầm của nó đây, và nó không còn bị vàng lá như lúc trước Vinh gà nói nữa. Thì Vinh gà trồng cái cây hoa hồng này thì cũng có rất nhiều bạn hỏi nó là tên là gì, Vinh gà không biết nó tên là gì. Cái hoa của nó rất là đẹp, nó cùng với cây lúc đầu tiên Vinh gà quay đấy. Thế nhưng mà bây giờ cái lá non của nó ra thì không có bị vàng, không bị hiện cái nổi gân xanh đấy nữa. Thế thì các bạn có thể là xin cái bã cà phê này ở các cái quán cà phê. Đấy, các bạn có thể xin cái bã cà phê này ở các cái quán cà phê đây. Và nó kết nụ hết các bạn nhá. Mình có nhiều bạn mùa này mà hoa hồng, có rất rất nhiều bạn cứ nhắn tin đến hỏi Vinh gà, hoặc là hỏi trên kênh là tại sao cái cây hoa hồng nó không kết nụ. Thì Vinh gà nói là cái mùa này là nó thời tiết nó rất là ít nắng. Nếu mà cái cây như đặc biệt như những cái cây mà hồng leo, như leo Hải Phòng chẳng hạn, thì hoặc là cái cây Halabera gì, những cái cây đấy mà nếu mà thiếu nắng là nó không kết nụ được các bạn nhé. Mặc dù lên mầm rất là đẹp nhưng không kết nụ, thì các bạn phải xem xét lại xem là cái độ nắng, độ thoáng của cái cây của các bạn có đủ chưa. Đấy, như Hải Phòng mùa này mà bạn nào mà để mà cái cây nó không có nắng, nó chỉ có lướt ánh nắng qua thôi thì sẽ không có nụ đâu các bạn. Đấy là Vinh gà nói như thế. Thì là Vinh gà có bón cái bã cà phê này cho cây rồi. Thì hôm nay Vinh gà muốn là chia sẻ với quý vị. Thì riêng cái bã cà phê này các bạn không cần ủ gì đâu các bạn nhé. Đây Vinh gà cũng đã đổ thẳng, miễn là quý vị đừng có đổ đắp vào trong cái gốc cây, các bạn đổ xung quanh cái miệng chậu. Ví dụ như bã cà phê các bạn đổ xung quanh cái miệng chậu để cho cái cây nó ấy, rồi các bạn tưới nước để cho nó ngấm cái bã cà phê này xuống dưới cho nó tốt cây là được. Thế thì các bạn không cần phải không cần chi tiết quá. Thì bây giờ Vinh gà sẽ bón cho một cái cây, Vinh gà đang thích cái cây này, Vinh gà bón cho nó. Vì cái này là của Vinh gà thì không có nhiều, các bạn ở gần những cái quán cà phê thì các bạn có thể là, đây các bạn nhé, Vinh gà dùng bằng tay luôn các bạn. Đấy, Vinh gà bón như thế này. Đấy, đây là một cây Sapa thì Vinh gà bón. Vinh gà đang yêu cái cây này này, vì là tương lai của nó rất là tốt, Vinh gà bón như thế này. Đấy, các bạn có thể bón nhiều hơn cũng được các bạn nhé, nhưng đừng quá nhiều, vì nó đắp cái này sau này khi mà nó tan, nó phân hủy ra, nó làm tơi xốp cái đất của bạn rất là nhiều. Tức là bón cái cà phê này thì Vinh gà nó nhắc lại là gì, trong cái cà phê nó có magie, mangan và các cái vi lượng cần thiết cho cây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu các bạn xin được ở từ quán về thì
cái cà phê đó người ta có cái bột đậu nành, bột đậu xanh các thứ rồi là người ta có trộn vào đó, thì các bạn bón cho cây cũng tương đối là tốt các bạn nhé. Thì là bình gà bón cho cây, bón thẳng trực tiếp này thôi, không cần ủ, không cần thiết quá phải ủ đâu các bạn. Rồi các bạn tưới nước đấy, để bình gà lấy một ca nước, bình gà tưới lên đây cho các bạn xem. Đấy, rồi các bạn bón như thế rồi các bạn tưới thẳng như thế này cho bình gà này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Các bạn tưới thẳng như thế này cho bình gà này. Tưới như thế thì cái bã cà phê này nó sẽ ngấm xuống dưới cái cây, xuống dưới gốc cái cây đấy, các bạn nhìn nó chảy ra màu nước, ra nước cà phê luôn các bạn nhé. Cho nên là, đấy là bình gà tưới hơi nhiều, chứ đúng ra là các bạn không cần tưới nhiều thế, các bạn chỉ tưới một chút cho nó tan cái bã cà phê nó ngấm xuống để cho cái cây nó hấp thụ là được rồi. Thì là đây là hôm nay là một cái phát hiện mới của Vinh Gà, và Vinh Gà đã làm thực tế, nhưng mong là quý vị và các bạn có thể áp dụng cho cái cây của mình để cho cái cây nó có thêm cái chất dinh dưỡng khỏe mạnh giống như cái cây này của Vinh Gà, và nó không bị vàng lá như thế nữa. Thì mong là các bạn đây các bạn không còn bị nổi gân xanh nữa các bạn nhé. Thì chúc quý vị và các bạn áp dụng thành công và những cái chia sẻ của Vinh Gà. Nếu các bạn nào mà thấy hay, thấy nó ý nghĩa thì mong quý vị và các bạn chia sẻ video và nhấn nút like, cũng như là bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà. Còn cũng đừng quên nhấn chuông để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog nha các bạn.